Dạ vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si tiếp tục sale các sản phẩm quần gió đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ. Và khi mua từ 2 sản phẩm trở lên, quý chị chúng ta sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho quý chị. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live hôm nay. Tới các sản phẩm đầu tiên mà nhà sản xuất giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần gió đến từ thương hiệu Yonex, là một cái thương hiệu thể thao về bóng về cầu lông. Mã của sản phẩm này thì sẽ là mã G86, chiều dài của sản phẩm là 104, bụng là 66-84, đùi là 22 và đùi là 32 và ống sẽ là 22 cm. Thiết kế quần gió form dáng suông và cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Độ mới thì lại còn rất là cao và chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu gió dày dặn, bên trong có thêm một cái phần lót nỉ bông nên là rất là thích hợp để quý chị chúng ta lựa chọn trong mùa đông năm nay. Và phía gấu quần có thêm một cái đường khóa này để quý chị chúng ta có thể điều chỉnh tông màu của mình, là một cái tông màu ghi rất là dễ mặc dễ dùng. Và sản phẩm của mình độ dày rất là cao luôn nên là quý chị chúng ta yên tâm lựa chọn em này trong mùa đông chắn gió chống bụi rất là tốt. Mã của sản phẩm là G86, thiết kế cạp chun co giãn rất là tốt, một thiết kế đến từ thương hiệu Yonex, độ mới còn rất là cao. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ cho nhà sành Đồ Si để chúng ta đặt hàng. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm với cái tông màu ghi, cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta rất là yêu thích. Đây sẽ là một thiết kế quần gió với cái thiết kế túi hộp ở hai bên ống quần. Mã của sản phẩm sẽ là G87, chiều dài sẽ là 115, bụng là 84-98, đùi là 33 và ống sẽ là cái phần ống rút này. Ống dây rút có thêm một cái phần đai để cho quý chị có thể điều chỉnh cái phần gấu này. Quý chị chúng ta muốn mặc ô một chút thì mình có thể là kéo gần cái phần cái thiết bị này lại. Đó, mã của sản phẩm này thì sẽ là mã G87, thiết kế quần gió form dán suông. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Puma, cũng rất là dễ mặc dễ dùng, hoàn toàn có thể lựa em này mình mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng rất là ok. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một chiếc quần gió đến từ thương hiệu Adidas, một thương hiệu mà rất là quen thuộc với quý anh chị. Hai bên ống quần sẽ là ba cái đường kẻ dọc với tông màu xanh. Mã của sản phẩm là G88, chiều dài là 102, bụng là 76-96, đùi là 29 và ống sẽ là 22 cm. Thiết kế form dáng suông, tông màu xanh than cũng rất là dễ mặc dễ phối. Chất liệu của mình là cái chất liệu gió rất là dày dặn, hàng một lớp thôi nhưng mà chất liệu gió cực kỳ dày dặn luôn, nên là quý anh chị chúng ta cũng yên tâm chúng ta lựa chọn sản phẩm này trong mùa đông năm nay. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần gió với tông màu xanh than. Đây cũng là một thiết kế của nhà Adidas này. Chúng ta có hai sản phẩm của nhà Adidas với độ mới rất là cao. Mã của sản phẩm là G89 ạ. Chiều dài là 101, bụng là 76-90, đùi là 30 và ống là 24, size 2, size XL. Và cái form của mình sẽ là cái form suông, ống cũng tương đối là gọn gàng, không quá, không bị quá rộng. Chất liệu của mình cũng là cái chất liệu gió dày dặn, đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc sao cho thoải mái, dễ chịu. Bên trên ống quần sẽ là một cái phần thêu tên cũng như là logo của Adidas. Mã của sản phẩm sẽ là G89. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ cho nhà sành Đồ Si. Tiếp theo thì chúng ta đến với một thiết kế quần gió tông màu xanh nước biển. Mã của sản phẩm là G90, chiều dài sẽ là 92, bụng là 60-84, đùi là 28 và ống sẽ là 13-19 cm. Cái phần gấu của mình sẽ là cái thiết kế gấu bo chun co giãn rất là tốt và sẽ có thêm một cái đường khóa để quý chị chúng ta có thể là điều chỉnh cái phần gấu này. Mã của sản phẩm là G90, một thiết kế form dáng tương đối ôm gọn gàng. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì có thể là nhanh tay liên hệ cho nhà sành Đồ Si. Với cái thiết kế form dáng thể thao, quý chị hoàn toàn có thể lựa mình mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng rất là ok. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế quần gió tông màu đen cho các bác nào yêu thích những cái tông màu truyền thống. Mã của sản phẩm là G91, chiều dài là 102, bụng là 76-86, đùi là 32 và ống sẽ là 22 cm, size XL. Cạp của mình sẽ có thêm một cái dây, có một cái đai nhựa này để quý chị có thể điều chỉnh phần cạp sao cho nó vừa vặn với cái số đo vòng bụng của mình. Form dáng sẽ là cái form dáng suông, ống rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta sử dụng. Chất liệu sẽ là chất liệu lót nỉ bông ở bên trong, rất là ấm áp để cho quý chị chúng ta sử dụng trong mùa đông năm nay khi mà cái thời tiết nó đang rất là lạnh. Mã của sản phẩm này sẽ là G91, một thiết kế quần với tông màu đen rất là dễ mặc dễ phối. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một thiết kế của nhà Mizuno với một chiếc quần gió tông màu xanh than. Mã là G92, chiều dài là 108, bụng là 74-82, đùi là 33 và ống sẽ là 17 cm. Thiết kế form dáng suông với cái phần gấu sẽ là được bo chun và có thêm một cái đường khóa để quý chị có thể là điều chỉnh cái phần gấu này. Chất liệu gió của mình sẽ là cái chất liệu gió rất là mềm mịn nên là mình có thể sử dụng em này mình mặc ở nhà và hàng ngày mặc đi cùng sẽ rất là ok. Mã của sản phẩm là G92.
Sản phẩm tiếp theo sẽ là một chiếc quần gió dành cho các quý chị nào chúng ta yêu thích những cái tông sáng màu. Mã của sản phẩm là G93, chiều dài là 91, bụng là 70-80, đùi là 28 và ống sẽ là 11-15cm. Cái phần gấu của mình sẽ là được bo chu này, form dáng của em này sẽ là một cái form tương đối ôm dành cho quý chị nào chúng ta yêu thích những form dáng gọn gàng, thì quý chị có thể lựa em này chúng ta mặc ở nhà, mặc đi ngủ sẽ rất là ok. Tiếp theo sẽ là một thiết kế quần gió với tông màu green, hai bên ống quần sẽ là các cái đường kẻ sọc tông màu cam này. Mã của sản phẩm là G94, chiều dài là 104, bụng là 72-106, đùi là 32 và ống sẽ là 21cm. Form dáng suông, ống tương đối là rộng rãi thoải mái, chất liệu gió dày dặn hai lớp, bên trong có thêm một cái lớp lót nỉ nữa nên là yên tâm là rất là ấm rồi. Và cái thiết kế của mình sẽ là một thiết kế của nhà Kepa USA, bên trên ống quần là một cái phần thêu tên cũng như là logo của thương hiệu. Và cái sản phẩm của mình cũng là một sản phẩm còn rất là mới luôn, nên là hy vọng quý chị chúng ta cũng không bỏ lỡ em này. Mã của sản phẩm sẽ là mã G94. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế quần gió tông màu đen, với cái sự phối ở hai bên ống quần này sẽ là cái nghe đường kẻ sọc trắng này. Và mã của sản phẩm này sẽ là mã G95, chiều dài sẽ là 98, bụng là 60-98, đùi là 33 và ống sẽ là 20cm. Thiết kế cái phần gấu của mình có thêm cái đường khóa để quý chị có thể điều chỉnh được, để cho quý chị chúng ta coi toàn bộ form dáng cũng như là các cái chi tiết ở trên sản phẩm để quý chị chúng ta đưa ra cái sự lựa chọn cho cái sản phẩm này. Chất liệu của mình là chất liệu gió rất là dày dặn, đảm bảo chắn gió chống bụi rất là tốt cho quý chị. Mã của sản phẩm này sẽ là mã G95. Tiếp theo thì ta sẽ đến với một thiết kế của nhà Champion với cái tông màu tương đối sáng. Bác nào mà yêu thích những cái tông sáng màu thì đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Mã của sản phẩm này sẽ là G96, chiều dài là 93, bụng là 60-78, đùi là 28 và ống sẽ là 22cm. Cái phần gấu của mình thì sẽ có thêm một cái thiết bị để quý chị có thể là điều chỉnh cái phần gấu này được, sao cho nó vừa mặn với cái cổ chân, mà không quý chị chúng ta mặc theo cái kiểu form dáng suông như này thì cũng rất là đẹp. Với cái tông màu này thì rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Mã G96, một thiết kế chính hãng của nhà Champion. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần gió với tông màu green. Đây là một thiết kế của nhà Converse với mã là G97, chiều dài sẽ là 102, bụng là 66-96, đùi là 31 và cái ống của mình sẽ là thiết kế có dây rút này. Chất liệu gió sẽ là chất liệu hai lớp dày dặn, bên trong lót nỉ bông cực kỳ ấm áp để quý chị có thể lựa chọn trong mùa đông năm nay, đặc biệt khi mà cái thời tiết đang xuống đang rất là lạnh, nhiệt độ đang rất là thấp thì mình rất là nên lựa chọn những cái sản phẩm quần gió dày dặn, chúng ta mặc ở nhà hoặc đi chơi sẽ rất là ấm áp. Mã của sản phẩm này sẽ là G97, một thiết kế quần gió tông màu ghi của nhà Converse với cái form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần đến từ thương hiệu Adidas với tông màu đen và sẽ có 3 cái kẻ sọc màu vàng ở hai bên. Mã sẽ là G98, chiều dài là 100, bụng là 80-92, đùi là 27 và ống sẽ là 20cm. Thiết kế quần cũng là cái form dáng suông cực kỳ dễ mặc dễ dùng. Chất liệu của mình cũng là cái chất liệu dày dặn, bên trong sẽ là có thêm một cái lớp lót nỉ này. Quý chị có thể thấy những cái thiết kế này thì rất là hợp lý cho mình sử dụng trong mùa đông năm nay rồi. Mã là G98, một thiết kế quần gió tông màu đen của nhà Adidas, một thiết kế chính hãng của nhà Adidas luôn. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế quần gió với tông màu xanh than. Ở đây sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Nike. Bên trên ống quần mình có một cái phần thêu logo của thương hiệu Nike và trong này tem mác cũng đầy đủ nên là quý chị hoàn toàn yên tâm cái độ uy tín của sản phẩm. Mã sẽ là G99, chiều dài là 106, bụng là 72-100, đùi là 36 và ống sẽ là 15-20cm. Phần gấu của mình sẽ là thiết kế gấu bo chun co giãn rất là tốt, chất liệu hai lớp dày dặn, hai lớp như này thì chắn gió chống bụi rất là tốt rồi. Bác nào mà vừa vặn với cái số đo của sản phẩm thì chúng ta rất là nên lựa chọn em này, với cái tông màu mặc lên vừa trẻ trung vừa dễ phối. Và cái thứ hai nữa là cái sản phẩm của mình độ mới rất là cao nên là hy vọng chúng ta cũng không bỏ qua em này. Mã của sản phẩm sẽ là G99, bộ thiết kế chính hãng của nhà Nike. Và tiếp theo thì đây sẽ là một thiết kế của nhà Mizuno, một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Mã của sản phẩm sẽ là G100, chiều dài sẽ là 102, bụng sẽ là 62-80, đùi là 28 và ống sẽ là 17-20cm. Cái phần gấu của mình cũng là một cái gấu được bo chu này, có thêm một cái đường khóa cho quý anh chị chúng ta có thể điều chỉnh. Tông màu ghi và phối thêm hai cái đường viền màu đỏ ở hai bên. Bộ thiết kế quần gió với cái form dáng của mình sẽ là cái form suông, nó sẽ là được ôm ở phần gấu rồi nên là mình mặc lên sẽ rất là gọn gàng. Với thiết kế thể thao năng động, quý anh chị có thể lựa chọn mình đi chơi các môn thể thao, mình đi đạp xe chạy bộ buổi sáng cũng rất là ok. Mã G100, chất liệu gió dày dặn cũng rất là hợp lý để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa đông năm nay.
Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần gió tông màu đen. Đây là một thiết kế của nhà Converse này. Mã của sản phẩm là G101, chiều dài là 102, bụng là 70-98, đùi là 32 và ống sẽ là 22cm. Bên trên ống quần là một phần in tên của tên cũng như là logo của nhà Converse. Chất liệu gió dày dặn, bên trong còn có thêm một cái lớp lót bằng nỉ bông, nên là quý anh chị chúng ta rất là nên lựa chọn cho mình những cái chất liệu dày dặn và giữ ấm tốt như thế này để chúng ta sử dụng trong mùa đông năm nay. Form dáng của mình là một cái form dáng suông, ống tương đối là rộng rãi thoải mái, tông màu đen thì rất là dễ để quý chị chúng ta sử dụng, mình có thể phối đồ rất là dễ dàng với sản phẩm này. Và tiếp theo sẽ là một thiết kế quần gió của nhà Asics với tông màu xanh than, một cái tông màu cũng được quý chị chúng ta rất là ưa chuộng. Hai bên ống quần sẽ là hai cái đường kẻ sọc trắng này. Mã của sản phẩm sẽ là G102, chiều dài là 92, bụng là 56-80, đùi là 29 và ống sẽ là 24cm. Form dáng của mình là cái form dáng suông mặc tương đối là gọn gàng, chất liệu dày dặn thích hợp cho quý chị chúng ta lựa chọn, chúng ta mặc hàng ngày hoặc là mặc đi ngủ cũng rất là thoải mái dễ chịu. Với một cái thiết kế basic đơn giản, quý chị chúng ta có thể là sử dụng rất là lâu dài. Mã của sản phẩm này sẽ là mã G102, một thiết kế quần gió tông màu xanh than của nhà Asics. Và tiếp theo sẽ là một chiếc quần gió của nhà Tiura với cái tông màu đen phối hai cái đường kẻ màu trắng ở hai bên ống quần. Mã là G103, chiều dài là 109, bụng là 76-110, đùi là 33 và ống sẽ là 22cm. Thiết kế quần gió form dáng suông, ống cũng tương đối là rộng rãi thoải mái với cái chất liệu gió mềm mịn, đảm bảo là mặc rất là thoải mái dễ chịu cho quý chị. Lớp lót bên trong sẽ là một lớp vải lưới cũng rất là dày dặn. Với những cái thiết kế như thế này thì rất là thích hợp để quý chị chúng ta sử dụng, chúng ta mặc đi ngủ hoặc là chúng ta mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng rất là ok. Tông màu đen cực kỳ dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Form dáng suông, mã của sản phẩm là G103, một thiết kế của nhà Chihura. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần cũng với cái tông màu đen. Ở em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Mizuno này. Mã của sản phẩm sẽ là G104, chiều dài là 101, bụng là 60-98, đùi là 32 và ống sẽ là 17cm size XL. Quý chị nào chúng ta yêu thích những cái form dáng thể thao thì quý chị có thể là lựa chọn em này với cái tông màu đen phối với các cái đường kẻ viền màu vàng. Bên trên ống quần là một hình thêu tên và logo của thương hiệu Mizuno. Mã của sản phẩm sẽ là G104 với thiết kế tông màu đen rất là dễ mặc dễ dùng, cạp chun co giãn rất là tốt và cũng không thể thiếu được các cái phần túi chéo để cho quý chị chúng ta sử dụng. Với em này thì sẽ là một cái chất liệu gió một lớp thôi nhưng vẫn đảm bảo là chắn gió chống bụi rất là tốt cho quý chị. Mã của sản phẩm sẽ là G104. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế quần cũng với cái tông màu đen. Em này sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Hummel. Bên trên này sẽ là một phần thêu tên và logo của thương hiệu. Mã của sản phẩm là G105, chiều dài là 90, bụng là 56-84, đùi là 27 và ống sẽ là 19cm. Form dáng của mình là một cái form dáng suông, ống tương đối là gọn gàng, tông màu đen và phối hợp thêm một vài các cái tông màu xanh than này, đường kẻ màu đỏ ở hai bên ống quần. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu gió dày dặn hai lớp, bên trong có thêm một cái lớp lót nữa cho quý anh chị để chúng ta sử dụng sao cho nó mặc cho nó ấm áp trong mùa đông năm nay. Mã của sản phẩm này sẽ là mã G105 với tông màu đen chủ đạo thì quý chị chúng ta yên tâm là phối đồ cũng rất là dễ dàng như thế này. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi ra ngày hôm nay sẽ là một thiết kế quần gió màu đen phối với hai cái đường kẻ viền đỏ ở hai bên ống quần. Mã là G106, chiều dài là 96, bụng là 62-84, đùi là 29 và ống là 20cm size M. Form dáng của mình là cái form dáng suông, ống tương đối là rộng rãi thoải mái, chất liệu gió hai lớp dày dặn này, quý chị hoàn toàn có thể lựa cho em này mặc trong mùa đông năm nay. Đặc biệt sản phẩm của mình sẽ là một sản phẩm có độ mới còn rất là cao. Bên trên ống quần sẽ là một phần theo logo của thương hiệu Inio, trong này tem mác của sản phẩm đầy đủ. Mã của sản phẩm sẽ là G106. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ cho nhà xanh đồ gì để chúng ta đặt hàng chốt đơn hôm nay với mã là G106, một sản phẩm kết thúc của live hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên ủng hộ nhà xanh đồ gì bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà xanh đồ gì ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.